A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chương 3, tứ giác, bài luyện tập trung, trang 56. Rồi trước khi đi vào phần bài tập ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô nhắc lại một chút về kiến thức cần nhớ trong bài số 10, bài tứ giác, và bài số 11, hình thang cân. Một nhỏ là tứ giác nào? À, chúng ta cần nhớ cho cô, tứ giác là gì đấy ạ? Tứ giác ABCD là hình gồm 4 đoạn thẳng AB, BC, CD và DA. Trong đó không có hai đoạn thẳng nào nằm trên cùng một đường thẳng. À, đó là định nghĩa về tứ giác đúng không? Vậy còn tứ giác lồi là gì nhỉ? Tứ giác lồi là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kỳ luôn nằm về một phía của đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại. À, cô có ví dụ, đây được gọi là tứ giác lồi ABCD. Đấy chưa nhỉ? Và cuối cùng là tổng các góc của một tứ giác sẽ bằng 360 độ. Đó là toàn bộ lý thuyết trong bài tứ giác này. Để chúng ta sẽ chuyển cho cô sang bài hình thang cân nào. Hình thang cân thì đầu tiên chúng mình sẽ nhớ cho cô hình thang là gì đã nhỉ? À, hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Còn hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau. Ghi nhớ cho cô nhé, hình thang cân trước hết nó phải là hình thang và có thêm điều kiện là hai góc kề một đáy bằng nhau thì đó sẽ được gọi là hình thang cân. Đấy chưa ạ? Trong hình thang cân, cô có hai cạnh bên bằng nhau và hai đường chéo bằng nhau. Nếu như một hình thang mà có hai đường chéo bằng nhau thì hình thang đó sẽ được gọi là hình thang cân. Đây được gọi là dấu hiệu nhận biết. Chúng mình sẽ áp dụng và chứng minh các bài tập. Được chưa nhỉ? Rồi, đó là toàn bộ lý thuyết của bài tứ giác và bài hình thang cân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi vào phần bài tập ngày hôm nay. Bài tập số 1. Cô có đề bài như sau. Tứ giác ABCD có góc A bằng 110 độ, góc B bằng 100 độ. Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau tại E. Hãy tính cho cô số đo của góc CED. Nào, với bài tập số 1 thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng với cô thực hiện vẽ hình trước, được không ạ? Cô có tứ giác ABCD này. Có góc B bằng 100 độ, đúng chưa? Góc A thì bằng 110 độ. Các tia phân giác của góc C và tia phân giác của góc D sẽ cắt nhau tại E. Được chưa ạ? Nhớ cho cô nhé, tia phân giác của góc C này chính là CE và tia phân giác của góc D ở đây thì chính là DE. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tính cho cô số đo của góc CED. Con nhìn thấy chưa nhỉ? Rồi, trước hết là với bài tập như thế này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào đây ạ? Cô gợi ý này. Để tính được số đo của góc CED, thì cô gợi ý là chúng ta sẽ tính cho cô số đo của góc C1 và góc D1, được không ạ? Nếu như con tính được góc C1 và góc D1, thì có đúng là trong tam giác CED, tổng 3 góc bằng 180 độ. Khi đã biết được góc C1 và góc D1 rồi, thì chúng mình hoàn toàn có thể tính được góc E hay chính là góc CED. Được chưa nào? Tuy nhiên thì làm thế nào để chúng mình có thể tính được góc C1 và góc D1 đấy ạ? Nào. Nếu như trong trường hợp mà con không tính được riêng góc C1 bằng bao nhiêu và góc D1 bằng bao nhiêu thì con hoàn toàn có thể tính là góc D1 cộng với góc C1 bằng bao nhiêu độ, đúng không? Nếu như biết tổng hai góc này thì chúng ta vẫn tính được số đo góc E, đúng không nhỉ? Chúng mình có những dữ kiện gì đây ạ? Dữ kiện của đề bài ở đây thì cô đã có số đo của hai góc trong tứ giác ABCD. Tiếp đến là chúng mình có hai đường phân giác CE và DE này, đúng chưa?
Thế bây giờ theo định lý về tổng các góc của một tứ giác thì cô sẽ có. Nào cô có gì đấy ạ? À chúng ta sẽ có góc A cộng góc B cộng góc C và cộng với góc D bằng 360 độ. Đúng chưa nào? Từ đó cô sẽ suy ra được tổng góc C cộng với góc D bằng bao nhiêu độ nhỉ? À con sẽ lấy 360 độ trừ đi góc A là trừ đi 110 độ. Tiếp tục trừ đi góc B trừ là trừ đi 100 độ. Như vậy góc C cộng với góc D sẽ bằng 150 độ. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ ghi nhớ cho cô nhé. Khi mà đã tính được tổng của góc C và góc D rồi thì chúng ta có tính được tổng của góc C1 và góc D1 hay không nhỉ? Khi đề bài cho rằng CE là phân giác của góc C này và DE là phân giác của góc D thì cô có gì đấy ạ? Nào, CE là phân giác của góc C. Vậy nên là góc C1 sẽ bằng góc C trên 2. Đúng chưa? Tương tự như vậy, DE là phân giác của góc D thì cô có góc D1 cũng sẽ bằng cả góc D chia 2. Đúng không nhỉ? Rồi cô sẽ viết để chúng mình hình dung nhá. Cô có góc D1 thì bằng góc D trên 2 này. Và tương tự góc C1 cũng sẽ bằng góc C trên 2. Từ đó cô suy ra được góc D1 cộng với góc C1 sẽ bằng góc D trên 2 cộng góc C trên 2. Đúng chưa? Con chỉ cần thay vào thôi đúng không? D1 ở đây thì chính là D trên 2 này. Còn C1 ở đây thì chính là C trên 2. Như vậy cô viết được là bằng D cộng góc C trên 2. Mà góc D cộng góc C thì cô lại vừa tính được là bằng 150 độ. À, như vậy con sẽ thay số vào đây. Góc D này cộng góc C bằng 150 độ và chia 2. Đúng chưa ạ? Sẽ bằng 75 độ. Hay nói cách khác là góc D1 cộng góc C1 sẽ bằng 75 độ. À đến đây thì con đã tính được góc số đo của góc E chưa nhỉ? Rồi đúng không? Vậy cô sẽ xét tam giác nhé. Cô xét tam giác CED. Chúng ta có tổng 3 góc trong một tam giác thì sẽ bằng 180 độ. Đó là góc CED cộng góc D1 và cộng góc C1 sẽ bằng 180 độ. Lúc nãy cô đã tính được là góc D1 cộng góc C1 thì bằng 75 độ. Con sẽ thay vào đây. Đúng chưa ạ? Như vậy từ đó cô suy ra được góc CED sẽ bằng 180 độ trừ đi 75 độ và bằng 105 độ. Rồi, ở bài tập số 1 thì cô đã tính được góc CED bằng 105 độ. Rất là đơn giản, đúng không nào? Bằng cách là chúng mình sẽ áp dụng định lý về tổng các góc của một tứ giác này và định lý về tổng các góc của một tam giác, đúng chưa nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ chuyển cho cô sang bài tập số 2. Bài tập số 2 cô có đề bài như sau. Hình thang ABCD với AB song song với CD có góc A trừ góc D bằng 40 độ. Góc A bằng 2 lần góc C. Đề bài yêu cầu con hãy tính cho cô các góc của hình thang. À, có nghĩa là chúng mình sẽ tính góc A này, tính góc B này, tính góc C và tính góc D. Đúng chưa ạ? Bài này thì con có thể vẽ hình hoặc không cũng được. Mình không cần vẽ hình cũng được nhé. Hoặc là bạn nào muốn dễ hình dung hơn thì con sẽ vẽ cho cô tượng trưng một hình thang ABCD. Nhớ là AB sẽ song song với CD. Được chưa nào? Rồi bây giờ trước hết vì AB song song với CD thì cô nên cô sẽ có gì đấy ạ? Nào, AB song song với CD, chúng mình sẽ có tổng hai góc trong cùng phía bù nhau. Đó là góc A cộng với góc D bằng 180 độ. Được chưa ạ? Mà đề bài lại có là góc A trừ đi góc D bằng 40 độ. Vậy nên từ đó cô sẽ tính được góc A sẽ bằng gì nhỉ? À, tổng thì bằng 180 độ, mà hiệu lại bằng 40 độ. Vậy thì góc A sẽ bằng tổng cộng hiệu chia 2, đúng không nhỉ? 180 độ cộng 40 độ trên 2. Và cô được kết quả bằng 110 độ. Khi mà con đã tính được góc A rồi, thì chúng mình có tính được góc D không ạ?
Tính được không nhỉ? À có tính được đúng không? Ở đây thì cô đang có là góc A cộng với góc D bằng 180 độ. Mà góc A lại bằng 110 độ. Như vậy từ đó cô suy ra được góc D sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A là trừ đi 110 độ. Thì cô được kết quả bằng 70 độ. Nào rồi, vậy là cô đã tính được góc A và góc D rồi. Nào tiếp tục, chúng mình còn dữ kiện nào chưa sử dụng đến đây ạ? À đó là góc A bằng 2 lần góc C. Cô đã có góc A bằng 110 độ rồi. Vậy từ đó cô có thể suy ra được góc C không nhỉ? Có đúng không? Bằng cách là lấy số đo của góc A chia 2. Rồi cô có này. Góc A thì bằng 2 lần góc C. Vậy nên là góc C sẽ bằng 110 độ trên 2 và bằng 55 độ. Rồi cô đã tính được 3 góc rồi. Thì góc còn lại chúng ta sẽ tính như thế nào đây ạ? À góc còn lại chúng mình có rất nhiều cách tính đúng không? Cách thứ nhất là con có thể sử dụng định lý tổng các góc của một tứ giác bằng 360 độ. Đã biết được 3 góc rồi thì chúng ta sẽ tính được góc còn lại, đúng chưa nào? Hoặc là chúng mình sẽ áp dụng cho cô hai góc trong cùng phía bù nhau. Ở đây cô có AB song song với CD, vậy nên là góc B cộng với góc C sẽ bằng 180 độ, hai góc trong cùng phía bù nhau. Vậy nên từ đó cô sẽ suy ra được góc B bằng 180 độ trừ đi góc C là trừ đi 55 độ. Cô được kết quả bằng 125 độ. Được chưa nào? Rồi vậy chúng mình sẽ kết luận cho cô lại các góc của hình thang như sau. Góc A bằng 110 độ, góc B bằng 125 độ, góc C bằng 55 độ và cuối cùng là góc D bằng 70 độ. Đơn giản đúng không nhỉ? Rồi đó là bài tập số 2. Ê, chúng mình sẽ chuyển cho cô sang bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Bài tập số 3. Cô có đề bài như sau. Cho hình thang cân ABCD có AB song song với CD. AB nhỏ hơn CD. Cô gọi G là giao điểm của AD và BC. Gọi F là giao điểm của AC và BD. Đề bài yêu cầu con chứng minh A nhỏ. Tam giác AGB cân tại G. Rồi chúng ta xử lý cho cô A trước nào. Trước hết là chúng mình sẽ vẽ hình cho cô này. Cô có hình thang cân ABCD. AB sẽ song song với đáy CD. Và đáy AB là đáy nhỏ và CD sẽ là đáy lớn. Được chưa? Tiếp tục cô gọi G là giao điểm của AD và BC. Chúng mình sẽ kéo dài cho cô cạnh AD này và kéo dài cạnh BC sẽ cắt nhau tại điểm G. Được chưa nào? Tiếp tục F là giao điểm của AC và BD. À, có nghĩa là đường chéo AC và đường chéo BD sẽ giao nhau tại điểm F. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta là chứng minh ý A nhỏ. Tam giác AGB là tam giác cân tại G. Nào các bạn cùng nhớ và nhắc lại cho cô xem là để chứng minh một tam giác cân, chúng mình sẽ có bao nhiêu cách chứng minh nè ạ? À, có rất là nhiều cách chứng minh đúng không? Ví dụ là con sẽ chứng minh cho cô tam giác này có hai cạnh bên bằng nhau này, hoặc là hai góc ở đáy bằng nhau này, đúng không? Với bài tập này thì cô gợi ý là chúng ta sẽ chứng minh cho cô hai góc ở đáy bằng nhau, được không ạ? Có nghĩa là con sẽ chứng minh góc G, A, B bằng với góc G, B, A. Tam giác mà có hai góc ở đáy bằng nhau thì chúng ta sẽ có tam giác này là tam giác cân, đúng chưa nào? Tuy nhiên là làm thế nào để chúng mình có thể chứng minh được hai góc này bằng nhau đi ạ? Nào chúng ta quan sát nào. Ở đây cô có AB song song với CD, đúng không nhỉ? Như vậy là góc GAB sẽ bằng với góc nào đây ạ? À bằng với góc ADC. Vì sao nhỉ? Vì hai góc này ở vị trí đồng vị, đúng không? Tương tự như vậy, vẫn là AB song song với CD, cô cũng có góc GBA bằng góc BCD và hai góc này cũng ở vị trí đồng vị. Được chưa nào?
Tiếp tục, bởi vì tam giác ABCD là, cô xin lỗi, tứ giác ABCD là hình thang cân. Vậy nên góc BCD sẽ bằng với góc ADC, đúng chưa ạ? Hình thang cân, vậy nên là hai góc ở đáy sẽ bằng nhau, đúng không? Từ đó thì cô sẽ suy ra được góc GAB bằng góc GBA vì cùng bằng hai góc C và D. Được chưa nào? Rồi bây giờ cô sẽ có lời giải cụ thể chúng mình hình dung như sau nhé. Trước hết là bởi vì ABCD là hình thang cân, vậy nên cô có góc ADC. Ta quan sát vào hình cho cô này, sẽ bằng góc BCD. Được chưa ạ? Tiếp tục cô lại có AB song song với CD. Từ đó cô suy ra góc GAB sẽ bằng góc ADC. Đúng chưa nào? Hai góc ở vị trí đồng vị. Tương tự như vậy, cô cũng có góc GBA sẽ bằng góc BCD và cũng ở vị trí đồng vị. Đúng không nhỉ? Rồi đến đây con sẽ quan sát cho cô này. Góc GAB thì bằng góc ADC. Góc GBA thì bằng góc BCD. Mà góc ADC lại bằng góc BCD. Đúng nào? Vậy từ đó cô hoàn toàn có thể suy ra được góc GAB sẽ bằng với góc GBA. Được chưa nhỉ? Rồi đến đây chúng mình sẽ kết luận được ngay. Tam giác AGB có hai góc ở đáy bằng nhau. Vậy nên tam giác này sẽ là tam giác cân tại G. Được chưa ạ? Đó là ý A. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển cho cô sang ý B nào. Ý B là con sẽ chứng minh cho cô các tam giác ABD và BAC bằng nhau. Quan sát vào hình cho cô nào. Tam giác ABD và tam giác BAC. Chứng minh cho cô hai tam giác này bằng nhau. Mình có rất là nhiều cách để chứng minh hai tam giác bằng nhau, đúng không? Hai tam giác này thì là hai tam giác thường, không phải là hai tam giác cân. Chúng ta sẽ có cách chứng minh, đó là cạnh 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 này, cạnh góc cạnh này, hoặc là góc cạnh góc. Với bài tập này thì chúng ta sẽ chứng minh theo cách nào đây ạ? Cô gợi ý nhé, chúng mình sẽ chứng minh cho cô theo cách cạnh góc cạnh. À, có nghĩa là đầu tiên là cô đã có cạnh nào đây ạ? AB là cạnh chung, đúng chưa? Cạnh AD thì lại bằng với cạnh BC, bởi vì ABCD là hình thang cân. Như vậy, chúng mình cần phải chứng minh được góc BAD bằng với góc ABC, đúng không? Mà hai góc này thì đã bằng nhau chưa nhỉ? À, hai góc này đã bằng nhau rồi, bởi vì ABCD là hình thang cân. Vậy nên hai góc kề một đáy này cũng sẽ bằng nhau. Rồi bây giờ chúng mình xử lý cho cô ý B nào. Trước hết cô có bởi vì ABCD là hình thang cân, vậy nên chúng ta sẽ suy ra được cạnh AD bằng cạnh BC, góc DAB bằng góc CBA. Được chưa nào? Rồi sau đó con sẽ cùng cô đi thực hiện xét tam giác ABD và tam giác BAC. Cô có, trước hết AB là cạnh chung. Góc DAB bằng góc CBA. Được chưa ạ? Cuối cùng là cạnh AD bằng cạnh BC. Từ đó cô suy ra hai tam giác ABD sẽ bằng tam giác BAC theo trường hợp cạnh góc cạnh. Được chưa nào? Rồi đó là ý B. Con chuyển cho cô sang ý cuối cùng, ý C nào. Chứng minh FC bằng FD. Quan sát cho cô nào. FC này và đây là FD này. Nào làm thế nào chúng mình có thể chứng minh được FC bằng FD đây ạ? Nào chúng ta có thể quy vào hai tam giác bằng nhau, đúng không? Hoặc là chúng mình chứng minh cho cô tam giác CFD sẽ là tam giác cân tại F. Khi đó thì con cũng có thể hoàn toàn suy ra được cạnh FC bằng với cạnh FD, đúng nhỉ?
Thì ở bài này chúng mình sẽ áp dụng cho cô cách thứ hai nhé. Đó là chứng minh tam giác cân. Để chứng minh được tam giác này là tam giác cân thì con sẽ phải chứng minh được góc C2 bằng với góc D2. Nào, làm thế nào chúng ta có thể chứng minh được góc C2 bằng góc D2 đi ạ? Ở đây thì cô đã có cả góc C lớn và góc D lớn bằng nhau rồi. Mà góc C1 và góc D1 thì có bằng nhau hay không nhỉ? Nào, có bằng nhau hay không ạ? À, có đúng không? Theo chứng minh câu B thì cô có tam giác ABD bằng tam giác BAC. Vậy nên từ đó cô suy ra góc D1 bằng với góc C1. Mà chúng mình lại có góc ADC bằng với góc BCD, bởi vì ABCD là hình tam cân, đúng không ạ? Vậy nên từ đó cô suy ra góc D2 bằng với góc C2. À, đoạn này chúng ta có thể hình dung chưa nhỉ? Cô nhắc lại nhé. Tại sao lại như vậy đấy ạ? À, cô có góc D1 cộng góc D2 thì bằng góc ADC, đúng không nhỉ? Tương tự góc C1 cộng góc C2 thì lại bằng góc BCD. Mà góc ADC bằng góc BCD. Góc D1 bằng góc D2. Cô xin lỗi, góc D1 bằng góc C1. Vậy nên từ đó cô hoàn toàn có thể suy ra được góc D2 bằng góc C2. Đúng chưa nhỉ? Hay nói cách khác là tam giác DFC sẽ là tam giác cân tại F. Và từ đó con có thể suy ra được cạnh FC bằng cạnh FD. À, chúng mình sửa giúp cô nhé. Ở đây là cạnh FC bằng với cạnh FD này. Được chưa ạ? Sửa cho cô này. Ở đây sẽ là FD. Rồi, đó là điều phải chứng minh. Và câu này cũng là câu cuối cùng kết thúc bài tập ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.